kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng rung quầy dọa khỉ, Chủ tịch Phúc xanh mặt hay cười khẩy. Vụ Việt Á cứ lắng lên rồi lại bùng tới, và lần sau nó lại bùng lại dữ dội hơn cả lần trước. Nhiều người không nhớ rõ lần bùng cháy lần này là lần thứ mấy của vụ Việt Á. Đây được xem là một trò ú tim mà ông Trọng dựng lên để khủng bố tinh thần những ông quan chức nào có dính đến vụ án này. Lần trước, ông Trọng cho quét sạch những giám đốc CDC ở các tỉnh. Từ vị trí CDC đến tứ trụ thì còn xa vời vợi, nên lửa của Việt Á khó mà táp vào chiếc ghế ông chủ tịch nước cho được. Tuy nhiên, lần này thì lại khác. Ông Tổng cho tóm luôn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng thì xem như lửa Việt Á khá gần với Trung ương. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bày ra trò chơi mới. Nếu bắt Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì ông Tổng không bắt được nhiều. Nhưng đã bắt đến Bí thư tỉnh thì xem như các bí thư khác phải xem lại mình đã chùi mép kỹ hay chưa. Nếu chưa chùi mép sạch thì việc ngọn lửa Việt Á cháy đến mồm là khó tránh khỏi. Không biết vụ Việt Á được thổi bùng lần này, ông Tổng chỉ nhắm vào các quan đầu tỉnh hay nhắm luôn cả vào tứ trụ. Đây là ý đồ trong đầu ông Tổng, không ai mà biết được. Tuy nhiên, những ai có liên quan đến vụ bê bối này không thể ngồi yên được mỗi khi ông Tổng lại cho ra quân. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng. Ông Tổng chơi trò thổi lửa Việt Á bùng cháy như thế này thì khó ai nghĩ ông Tổng không chú ý. Gì chứ kinh nghiệm chính trị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thừa. Có thể ông chỉ dùng chiến lược rung cây dọa khỉ để ông chủ tịch sợ mà lo rút đi. Chính trị là trò chơi đầy nhẫn tâm, không hạ được đối thủ nhưng có thể rung cây dọa cho đối thủ hoang mang mà thiếu sáng suốt cũng là một chiến thuật hay. Ông Tổng hiện nay đang rất muốn bứng ông chủ tịch ra khỏi chiếc ghế để trả công cho đệ tử ruột Tô Lâm. Mất công tận tụy phục vụ ông Tổng đã đánh án bao lâu nay mà ngay cả sang tận Đức để bắt cóc người. Tuy nhiên, việc đẩy ông chủ tịch ra khỏi chiếc ghế giữa nhiệm kỳ không phải là dễ, bởi không thể đẩy ông này đi bằng cách buộc tội công khai bằng pháp luật mà chủ yếu là dùng áp lực ngầm. Việc đem đến quan đầu tỉnh ra trạm thì điều đó cho thấy ông Tổng đang có ý định cho những đối thủ thấy rằng ông không ngán gã nào. Tuy nhiên, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kinh nghiệm rất nhiều chức vụ cấp cao, đặc biệt gần đây là nhiệm kỳ thứ hai ông Phúc có mặt trong tứ trụ. Không dễ gì dọa được ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã điều tra được những gì về phu nhân của ông chủ tịch nước. Hồ sơ điều tra về vợ ông chủ tịch nước có dính đến Việt Á nay cũng đang trong ngăn kéo của ông Tô Lâm. Nếu bứng ông chủ tịch Phúc dễ dàng thì ông Tổng Trọng và ông Tô Lâm đã bứng được. Cho nên khó có thể nói ông Phúc phải xanh mặt. Tuy nhiên, về đức mộ mức độ liên quan của bà Trần Thị Nguyệt Thu với Việt Á, không biết ông Trọng đã khui ra hết hay chưa. Đặc biệt là số điện thoại lạ có trong điện thoại của Phan Quốc Việt đã được ông Tô Lâm điều tra xác minh được hay chưa? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Cái hay của chiến thuật rung cây dọa khỉ được phát huy tối đa khi đối thủ không biết ta có nắm được yếu huyệt hay không. Chính họ không nắm được nên họ mới sợ. Còn nếu họ biết kẻ chơi trò rung cây dọa khỉ không biết gì hơn thì kế rung cây dọa khỉ sẽ vô tác dụng. Ở đây, số điện thoại bí ẩn là một ẩn số, nó có thể làm cho ông chủ tịch nước phải xanh mặt nếu ông chủ tịch không biết Tô Lâm có điều tra được hay chưa. Còn nếu ông chủ tịch biết ông Tô Lâm bế tắc trong vấn đề điều tra, thì ông chủ tịch nước sẽ cười khẩy trước những chiêu trò của ông Tổng. Bài sẽ bị lộ không sớm thì muộn. Đến sau hội nghị Trung ương 6, việc ông Trọng có nắm được tử huyệt của ông chủ tịch nước hay không, thì ông chủ tịch sẽ phải rời ghế, còn không thì ông chủ tịch nước vẫn ngồi đó thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cùng cho ông Tô Lâm. Tô Lâm sinh năm 1957, hiện nay đúng 65 tuổi. Tuổi 65 là tuổi giới hạn, nếu không chui vào được tứ trụ thì bất cứ ai cũng phải về hưu, dù cho đang là ủy viên Bộ Chính trị. Đây là giới hạn được Đảng Cộng sản Việt Nam quy định trong điều lệ đảng của mình. Tuy nhiên, nhóm tứ trụ thì lại ngoại lệ, được xét thêm suất đặc biệt, có thể ngồi lại nhiệm kỳ sau. Người hưởng suất đặc biệt
nhiều nhất chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông đã hưởng tới 2 lần. Ông Tô Lâm là con nhà nòi, ông là con trai của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, cựu giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Về chiến công thì cha của ông Tô Lâm hơn ông, nhưng về thành tích leo cao thì hiện nay thì ông Tô Lâm đã hơn cha. Ông Tô Quyền là con người hung bạo nên được giao quản lý các trại giam và trường giáo dưỡng. Có người đánh giá ông Tô Lâm giống cha ông về tính hung bạo và sự lạnh lùng nên nhờ đó mà đã leo lên được rất cao, được cất nhắc lên làm công cụ cho người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Cũng có người đánh giá ông Tô Lâm là mẫu người công cụ, không phải là người điều khiển. Có thể chức Bộ trưởng Bộ Công an là tốt nhất đối với bản thân ông, nếu leo cao hơn nữa thì ông Tô Lâm sẽ mất sở trường. Ở vị trí tứ trụ hoặc là bù nhìn, hoặc là người điều khiển những người khác, chứ không ai trong tứ trụ làm công cụ cho người khác được. Vì thế ông Tô Lâm mà nhắm vào ghế tứ trụ là từ bỏ sở trường và đi tìm sở đoản. Làm như vậy là lợi bất cập hại, mà ông Trần Đại Quang là một ví dụ điển hình rõ nét nhất với cái chết hết sức bí ẩn. Chính ông Trần Đại Quang cũng đã từng bỏ sở trường đi tìm sở đoản mà ông đã phải bỏ mạng. Thật ra khi ông Tô Lâm bị đưa ra khỏi ngành công an thì chẳng khác nào cá bị đưa ra khỏi nước. Tuy dũng mãnh khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng ông chỉ là con cá nằm trên thớt nếu ông là chủ tịch nước. Hiện nay ông Tô Lâm đang nắm nhiệm kỳ thứ 2 ở Bộ Công an. Không ai được quá 2 nhiệm kỳ trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế đến năm 2026, ông Tô Lâm dù muốn hay không cũng phải rời chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Và dù muốn hay không, ông cũng phải rời Bộ Chính trị nếu không giành được chiếc ghế Chủ tịch nước hôm nay. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Tham vọng chính trị trong con người ông Tô Lâm là rất mãnh liệt. Bị cho về vườn chắc là ông không cam, và đó là lý do tại sao ông Tô Lâm đang ráo riết chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch nước vào giữa nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 6 sắp tới xem là cơ hội cuối cùng cho ông Tô Lâm nếu muốn vào tứ trụ. Bởi theo đánh giá của một số người, ông Nguyễn Xuân Phúc nếu trụ qua Hội nghị Trung ương 6 thì khả năng rất cao ông Phúc sẽ ngồi lại chiếc ghế này đến hết nhiệm kỳ. Bởi hồ sơ về những bê bối của ông Phúc, mà cụ thể là vợ ông, đã có đầy đủ trong tay mà không loại được ông đương kim Chủ tịch nước thì xem như ông Tô Lâm sẽ thua ngay bây giờ. Trong 4 ghế của tứ trụ, ông Tô Lâm không có khả năng tranh đoạt các ghế khác ngoài chiếc ghế Chủ tịch nước. Với lại, nếu muốn bứng ông Nguyễn Xuân Phúc thì ngay bây giờ ông Tô Lâm sẽ được nhóm Lợi ích Ninh Bình ủng hộ nhiệt tình. Vì nếu để đến cuối nhiệm kỳ thì e rằng thế và lực nó sẽ khác đi rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, dũng mãnh là thế nhưng vào tứ trụ chỉ là cá nằm trên thớt. Bộ Công an tuy là có quyền lực nhất nhì trong chính phủ, nhưng lịch sử cho thấy ai nắm Bộ Công an đều không có cơ hội chọn những chiếc ghế quyền lực hơn trong tứ trụ, mà chỉ có thể chọn ghế hạng bét. Không hiểu sao lại như vậy, có lẽ bởi những con người đứng đầu trong Bộ Công an chỉ là những con người có sở trường làm công cụ cho kẻ khác, chứ ít khi làm người điều khiển cuộc chơi cho được. Ông Tô Lâm sẽ có thể là Chủ tịch nước, nhưng ông sẽ mãi không thể làm chủ cuộc chơi. Có ý kiến cho rằng như thế.